Thưa quý vị, trận đại hồng thủy vào ngày 14 tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhằm kịp thời động viên những hộ dân bị ảnh hưởng, những ngày qua, cùng với chính quyền thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ bà con vùng rốn lũ. Ngôi nhà của chị Lê Thị Tín, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Một đống đổ nát tan hoang. Tường nhà bị sập, vật dụng nền nhà bị ngập trong bùn non. Làm công nhân, ngôi nhà lại là tài sản xây dựng bao năm. Giờ đây hai vợ chồng cố gắng nhặt nhạnh, thu dọn những gì còn sót lại. Thế này dọn dẹp, tụi có nhà thương em ở. Vậy là con sáng chợ đi học, sáng mẹ qua đây dọn dẹp. Tụi nhà khác cũng có chỗ nằm nữa, cũng có chỗ sinh hoạt nữa. Để động viên chia sẻ với gia đình chị Tín và một số hộ dân nhà bị hư hỏng nặng sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu đã thăm hỏi, trao tặng quà hỗ trợ. Tuy nhiên, với mức độ thiệt hại nặng nề của các hộ dân, Hội sẽ tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của các đơn vị trong thời gian đến. Cũng mong muốn các cái mạnh thường quân hỗ trợ, quan tâm hỗ trợ. Trước hết là phải hỗ trợ về cho các em học sinh đủ điều kiện để các em tiếp tục được đến trường. Và sau đó thì quan tâm hỗ trợ cho các cái hộ gia đình có cái hoàn cảnh khó khăn bị sập nhà như thế này để có dựng lại cái mái nhà. Tôi đang cố gắng vận động khoảng là 2.000 cái xuất quà hỗ trợ cho hộ dân. Và chúng tôi hướng đến cái việc là hỗ trợ tiền mặt để cho hộ dân có thể là mua sắm lại tài sản hoặc là thiết bị trong nhà, cái vật dụng làm kinh tế mà bị hư hỏng. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các quận huyện chủ động, kịp thời cung ứng lương thực thực phẩm trên địa bàn quản lý, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói, kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ.